Rồi, bài học này chúng ta tiếp tục đến với học âm son trường 7. À, trước là gì ạ? Vòng là gì ạ? Đô đúng không ạ? Đô trưởng, la thứ, rê thứ và hôm nay là son trường 7. Tiếp tục tập giống như bài trước. À, quạt trả cho nhịp 4-4 cũng có 4 phách và kết hợp với đọc, đếm và dậm chân. Bắt đầu nhé. 2, 3.
đau chưa? Chưa đau, thế thì chứng tỏ bấm vẫn nhẹ thôi.